Bao lời phán bên tai, tôi không kháng cự lại. Sống cho đáng hôm nay, vẫn ung dung tự tại. Người ghét tôi đi sau, người mến tôi đi trước. Dù có như thế nào, tôi vẫn là Duy Phước. Trên mảnh đất này tôi sinh sống hơn chục năm, nếu tâm thế không vững vàng thì đã bỏ cuộc từ lâu. Có người mơ cao hậu ganh đua, chạy theo bao nhiêu cuộc chơi như loài báu hậu diều hâu. Tôi chọn kính tiếng không thị uy, luôn có tính kiến trong suy nghĩ. Thử thách bản thân, trải nghiệm khổ cực, xem gian nan như tri kỷ. Nhiều người đang mơ ước nhà lầu cao chăn ấm sau một cú ăn may dạ dạ. Và người mong vang tiếng muốn thành công mau đến bằng trò lố lăng hay dạ dạ. Sinh ra ở vạch đích nhưng thích bươn chải không muốn giữa ai. Chọn điểm xuất phát với một đôi bàn tay xây lên máy ấm làm trụ cột cho vợ con tựa vai. Là người nghệ sĩ bình dân chất phát y như màu da. Có lời phán đôi mắt hơi nhìn nhận mày làm gì có cửa bằng sao hạng A. Vì đối với tôi nơi đâu cũng là nhà, dù cho chỉ có một người lắng nghe thì tôi vẫn xem đó là sân khấu đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ đưa vào tiếng ca. Nhớ những đêm và nhớ những hôm giày đua với dòng quay của kim đồng hồ. Rồi cũng có những khi đôi chân muốn nhũng đi, những ý chí bên trong là một tấm hồn rồ. Cầm trên tay cây mai rồ, cùng anh em đốt cháy sổ. Xem nhau như thân quen, anh em ngang nhau không có biệt vai vế nào.